nhiêu ký? Thế chị ơi đừng nói ký nặng, tới này vấn đề bí mật ạ. Nhóm nào mà ai mà cưới em thì em nói ký thôi. Mời chàng trai. Wow. À, chào anh Nguyễn Linh, dạ, chào quý vị khán giả. Mời bạn ngồi. Ai làm vậy? Dạ em làm á. Làm gì vậy? Làm gì hỏi chi? Để anh ta. Bạn tên gì? Dạ em tên Nguyễn Cường Vinh. Đến từ đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ em đang là đầu bếp. Dạ em đang kinh doanh về bánh. Vinh bao nhiêu tuổi? Dạ 29 chị. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường. Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào bạn bên kia và chào tất cả các quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn giới thiệu cho mình. À, em là Lý, năm nay em 26 tuổi. À, hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh và hướng dẫn viên luôn ạ. Là đi nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Cho nên là không có lo ăn uống đầy đủ cho nên là hơi ốm đúng không? À, dạ. Yên tâm, yên tâm. Bên đây lo hết. Bảo đảm không mập, không có tiền. Có bao nhiêu mối tình rồi? Thôi dạ, nói thiệt là em chưa có vắt vai mối tình nào hết chị ơi. Chưa có một mối tình nào hết? Dạ dạ. Được hôn cái nào chưa? Dạ có hôn nhưng mà hôn dưới vị thành niên không ạ. Là sao? Dạ em hôn trẻ con không ạ. Lắc léo lắm nè. Bên đó là chưa có mối tình vắt vai nào hết. Bạn đã trải qua mấy mối tình? Dạ tình đơn phương thì nhiều lắm. Còn yêu thì mới có một người ha. Lý do tại sao dạ, là chia tay? Người đó cũng chưa có tiến sâu về gia đình mà còn muốn bay nhảy nhiều. Mẹ em cũng lớn tuổi rồi mà gia đình có con một cho nên cũng muốn gấp 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 ha. Cái gì phụ làm bánh ha. Ủa sao mình làm đầu bếp vậy bạn? Sự trước đây thì em là kiến sư quy hoạch đô thị, như từ nhỏ là em có cái muốn là về nấu ăn rồi sau này em muốn có một cái lĩnh vực kinh doanh riêng của mình thì em chọn cái ngành về ẩm thực. Rồi hôm nay thích ăn bánh không? Dạ chứ em mập quá rồi không có muốn ăn ngọt chị ơi. Giờ thử mà không gặp em đầu bếp nó chắc về em lăn luôn chứ không phải là đi nữa. Mà chị thấy em rất là dễ thương mà tại sao là mình không có ai để ý mình hay là mình kén quá hay là như thế nào? À, thực ra thì cũng có nhiều anh để ý ạ. Nhưng mà chắc là em nghĩ là chưa phải một nửa của mình nên là em chưa đồng ý. Tức là cái cảm giác trong con dạ, người mình á. Quan niệm của em về tình yêu thì xuất phát từ hai phía. Mà thực sự thì mình cảm thấy thích, cảm thấy tin tưởng được và cái người đó có thể là chia sẻ hoặc là cho em cảm giác có thể dựa vào những lúc mà trong cuộc sống, trong công việc. Chứ không phải là đẹp hay là xấu hay là như thế nào đó. Sở trường của bạn là gì? Hát, đọc thơ. Bây giờ bạn muốn hát một đoạn hay là đọc thơ một bài nào đó cho quý vị nghe thử? Dạ, em cũng xin hát một câu ngắn thôi. Đó là bài Em Gái Quê ạ. Từ ngày người rơi lãng quê, xa thôn làng đến nơi đô thành, biết anh có còn mang trong lòng tình em gái quê. Dập dìu dòng đời ngược xuôi, anh nơi đâu có còn nhớ nhau. Dưới trăng đêm nào, mình trao nhau tiếng yêu ban đầu. Được không quý vị? Được ha, ngọt ngọt. Đó là sở trường, còn sở đoạn của mình là gì? Bố mẹ em cũng hơi chiều nên là em không biết nấu ăn. Dạ. Bên kia đầu bếp lo gì? Dạ. Nếu vậy anh nấu ăn rồi em rửa chén được không anh? Được em. Dạ. Nghe giọng hát của bạn nữ thì bạn cảm nhận sao vậy? Dạ ngọt quá chị ơi. Có muốn nghe đọc thơ nữa không? Dạ muốn. Mình tặng cho mấy bạn vài câu thơ luôn đi, mình tiếc gì. Xin tặng các bạn, anh chị ở đây bài thơ Cái Nửa. Tôi đi tìm một nửa của tôi, nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy? Sao để tôi tìm mãi tên anh? Trời dần buông, thành phố vào đêm, sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít. Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết? Nửa của mình hay nửa của ai? Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm, và có lẽ suốt đời không tìm thấy. Không có anh tôi cũng đành sống vậy, không nhặt nửa của ai làm nửa của mình. Dạ thôi em xin hát. Hay quá. Giọng đọc thơ rất là quyến rũ, mà cảm nhận thế nào? Dạ giọng đọc thơ này quá là thu hút lòng người. Bạn có ca hát đọc thơ gì đắp lại bên đó không? Đây em gửi tặng bạn bên đó một cái đoạn harmonica ha. Rồi. Rồi.
Được rồi, trai tài gái sắc gặp nhau được rồi. Bạn đang tìm cái người bạn đời của mình với một cái tiêu chí như thế nào? Thì em thích một người có tính tình hoạt bát. Bởi vì em thì tính tình cũng hơi trầm chút. Em thích một người thích thể thao, có thích những cái hoạt động về ngoài trời, ví dụ như du lịch phượt này kia. Dạ. Thì không thích người phụ nữ thế nào? Người phụ nữ em không thích là người mà ít quan tâm đến gia đình. Sao bạn nữ có đáp ứng được nhu cầu đó không? Còn bạn, khi mà nghe anh Vinh nói thì em thấy là trùng với quan điểm của em ạ. Thế bạn có đặt ra cái chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào không? Chuẩn người bạn trai của em thì em hy vọng là cao hơn em trên 1m7 ạ. Bạn cao 1m mấy? Dạ em cao 1m7 ạ. Trời ơi. Tại em mập nên chị nhìn không thấy em cao đâu chị. Bạn nặng nhiêu ký? Dạ chị ơi đừng nói ký nặng, tại cái này vấn đề bí mật ạ. Giống như nào mà ai mà cưới em nói ký thôi. Cái điểm nào bạn không thích ở người bạn trai? Tại vì em thấy là em cũng tròn quá rồi nên là em không muốn người bụng bự. Bự bự nhưng mà người ta yêu thương mình đàng hoàng thì sao? Tiêu chuẩn là một vấn đề nhưng mà em nghĩ là nếu mà gặp mà xét đánh thì chắc là cũng ok thôi. Để chị coi. Dạ. Chị cao 1m nhiêu? Dạ em cao 1m7. Thì cũng được. Nó nghe nè, bạn có đặt nặng về vấn đề vóc dáng? Dạ không, vóc dáng mẫu thì... người lý tưởng của bạn đồ này kia vậy không? Ví dụ như là MC Thanh Phương á chị. Hả? MC Thanh Phương á chị. Trời chết cha mảnh khảnh quá. Bên này hơi... Không hợp rồi ạ. Hơi bự bự được không? Bự bự cũng sao đó chị. Nó nghe là ai thiết kế cái râu dưới này vậy? Đâu có ai đâu chị, em. Thôi tại bỏ cái râu dưới đó đi. Nói gì đâu chị. Nhìn nó nhăn nhở lắm. Thôi. Ở dưới này cái râu trên gặp cái mục rùi nó trở nó. Râu cái chốt mục rùi cách em. Nó kỳ lắm. Nghe. Bỏ nghe. Chị nói cái nào mà chị thích là phụ nữ thích à, mà chị không thích là phải coi lợi. Tiếc gì hầm râu. Đúng không? Yêu nhau tôi còn cạo đầu luôn hả? Nhớ kêu bạn đó bỏ cái râu đây đi nha. Dạ em không thích em với nhau. Chị cũng không thích. Bây giờ chưa cần nhìn thấy mặt thì hiện tại bây giờ nghe tiếng đoán. Cho mấy điểm? Nếu mà quan điểm về cuộc sống gia đình như vậy thì em cho 9,5. 9,5? Cái này ế nên cho hơi bị lố tai nè. Em chào anh. Chào em. Vậy nãy tôi rồi tôi đòi anh tưởng tượng đúng không? Dạ anh tưởng tượng đúng không? À, tưởng tượng làm tôi lo muốn chết luôn vậy á. Không sao vậy khỏi ăn bánh. Dễ không? Dễ thương lắm, hợp lắm á. Hai bạn trọt vào cũng mỉm hợp lắm á. Dễ thương, mày đừng cho ăn bánh đó nha. Bánh nữa mệt á. Không em thích người hơi tròn tròn chứ anh. Tròn tròn, trời ơi. Không phải tròn mà tròn nhiều luôn á. Nhưng không hơi. Nếu mà mướp mếp chút dễ thương lắm á. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để mắt chạm mắt, cảm nhận và bấm nút. 2 phút bắt đầu. Nhớ kêu cậu râu. Dạ, chào anh Vinh. Dạ, chào em. Em thấy anh có chặt xuống mấy điểm không? Dạ không, tại vì em nghĩ là cái vẻ dễ thương ở ngoài á, về cái cách nói chuyện á, thì sẽ chiếm cái cảm tình lớn rồi. Dạ. À, quên nữa. Anh có cái bánh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Tặng anh Quyền Linh với chị Cát Tường ha. Dạ. Cảm ơn bạn nha. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm nhận về nhau thế nào? Thì em thấy bạn cũng rất là mũm mĩm dễ thương. Em thì dễ tính lắm anh ơi. Dạ ai cũng được đó. Ế quá thì ai cũng được hả? Không phải ế mà là mình cho nhau một cơ hội chứ. Dạ. Chắc là em nghĩ là chỉ một vài phút thì không thể nào mà hiểu về một con người được đúng không? Chắc mình không thì cho em nhau bấm một đi cơ hội. Thì mình đi coi phim. Chưa mà, chưa có gì chứ, bấm gì. Mà không biết em đi làm du lịch vậy thì một tháng em ở nhà được mấy ngày hả? Nếu mà đó là nghề hướng dẫn viên một tháng nhiều rồi có thể là đi tới hơn 20 ngày một tháng. Wow. Dạ, còn ngoài ra thì em còn... Vậy em bỏ, em đi em bỏ anh cho ai? Trời chưa gì trừng bỏ anh cho ai? Thì anh mới yêu nhau là nồng nàn lắm anh. Cưới nhau thì mới có thể bỏ được chứ còn yêu nhau là... Yêu chưa? Từ từ, bây giờ lát. Anh yên tâm mùa này hết tour rồi ạ. Dạ. Giờ cưới nhau ai quản lý kinh tế? Sao hai người cưới trời vậy? Cưới anh có cho vợ quản lý với tiền bạc không ạ? Ví dụ như quản lý khoảng 50% thôi. Còn 50% mình đàn ông rồi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh thì cũng thương bạn thương bè lắm. Thì cũng tháng thì một hai lần thôi chứ không có nhiều. Dạ. Anh có quan niệm về con gái uống rượu bia gì không ạ? Quan niệm của anh thì cái gì đừng có quá là được rồi. Hết thời gian. Tại sao trời? Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Đây. Có hẹn hò không? Mời bạn đặt tay và nút bấm nha. Suy nghĩ thật kỹ. Lắng động. Kiểm tra nhịp đập của tim. 1
2. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Bạn cảm nhận thế nào về bộ râu của anh ấy? Anh ơi, về cạo đi nha. Chị nói đúng đúng không? Dạ đúng ạ. Em nói chung là em không quan niệm là ghét cái gì hết, nhưng mà đơn giản không thích thôi đúng không ạ? Ừ. Dạ. Đây là cặp vé xem phim tặng hai bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây là phần quà dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn anh chị. Cảm ơn chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Dạ. Cái mẫu bạn trai lý tưởng của bạn muốn là như thế nào? Là sạch sẽ như Kenny vậy đó. Anh nói là cặp đôi thứ hai tiếp tục thành công như đúng cả. Không? Bắt tay nhau cái coi. Ok. Cặp đôi thứ hai mà không thành công là cặp đôi thứ ba này thành công. Chúc nó chơi thôi. Hả mà. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào anh Thượng Linh. Chào em. Em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thanh Vy. Năm nay em 20 cộng. Cộng bao nhiêu thì cho bạn trai bên kia cộng thêm. Nhỏ thì em tên gì? Siri hả? Thanh Vy. À, Thanh Vy hả? Trời ơi. Trời ơi. Tay tụi nay là như đi dính bên bông lan này vậy. Vy làm việc ở đâu? Dạ em đang là điều dưỡng ở bệnh viện 115. Rồi Thanh Vy điều dưỡng. Mời chàng trai. Chào bạn ngồi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Em tên là Trung Nghĩa. Năm nay em 24 ạ. Em là quản lý nhà hàng. Nói vui vui giống như là mama vậy đó. Công việc về món ăn, thức uống, rồi từ các bạn nhân viên sắp ca làm việc, rồi từ điện đốm, kỹ thuật là em phải làm. Giỏi quá nha. Dạ. 24 tuổi mà quá giỏi luôn. Ở nhà hàng rất là nhiều cô gái xinh đẹp, tại sao chưa tìm được một nửa cho mình? Trong nhà hàng thì nhiều người đi ra đi vào thì đúng là có người hình mẫu của mình. Nhưng mà em không có bắt chuyện được. Với lại công việc của em nó cũng lưu bu nữa, thành ra là lắm lúc thì thấy người ta vừa ý quay lại nhìn cái thôi chứ cũng không có nói chuyện được. Vy, Vy có mối tình nào chưa? Dạ chưa ai yêu em hết á. Từ xưa giờ chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay không hết gì chưa? Em chưa có cảm nhận được chị ơi. Giờ có muốn cảm nhận không? Thì có. Mình giới thiệu một chút xíu về ưu điểm của mình đi. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, mà nấu chè hành cháo. Là sao nó chè bỏ muối vô hả? Nói chung là nấu sao mà thích hành giống như là cháo luôn rồi đó. Nó đặc luôn á chị. Dạ. Đó là ưu điểm đó hả? Dạ ưu điểm. Vậy vô nhà hàng chắc 3 bữa. Cái đó là ưu điểm mà gọi là nấu một món ra được hỗn hợp đó chị. Dạ. Thì còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là make up, chụp hình, rồi đăng Facebook, rồi đếm like. Hả? Nào cũng chụp hình đăng lên Facebook ngồi cả ngày làm chuyện đó hả? Dạ không, nói chung là khi nào mà vắng người á chị, em mới dám mà gọi là nổi loạn. Cô này có ưu khuyết điểm lạ quá nha. Hay quá. Còn bạn, ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Do là từ nhỏ đó em tự lập sớm cho nên là những cái vấn đề trong công việc hàng ngày thì em đều có thể tự lo được hết, em tự lập. Bạn là một người quản lý, tôi tin chắc rằng bạn là một người rất là khắt khe trong công việc. Thật khó tính nữa, dạ. Đúng không? Dạ đúng ạ. Em trong con người em thì nó có hai cái tính cách rõ ràng. Trong công việc thì phải nguyên tắc, phải đúng, phải chuẩn. Như vậy thì em nói người ta mới nghe. Còn về con người thứ hai của em là em rất là tốt tính, em dễ mũi lòng. Nếu như cô kia nãy giờ xin bà việc quản lý thì tính sao? Tạm được, tại vì có được cái giọng nói rất là hay, dễ lấy lòng những cái vị khách của mình. Khuyết điểm của cổ á, ảnh hưởng gì công việc không? Khuyết điểm đó thì có khi nó lại là cái ưu điểm đó với em. Tại vì nhà hàng của em cũng cần quảng bá, nên ra có biết đâu có được người mẫu sẵn rồi quảng bá luôn. Sao? Nghe bạn trai nói vậy mình cảm nhận như thế nào? Thấy hơi thú vị. Hơi thú vị. Cái mẫu bạn trai lý tưởng của bạn muốn là như thế nào? Là sạch sẽ như Kenny Sang vậy đó. Em thích con trai mới sạch sẽ. Sạch sẽ nhanh Quyền Linh được không? Em chưa biết. Em thấy là Kenny Sang trang điểm đồ. Ý là thích con trai trang điểm. Không, em thích là sạch sẽ thôi. Rồi, sạch sẽ là khác mà trang điểm là khác bạn ơi. Dạ. Rồi cái điểm gì ở bạn trai thích nữa? Cao, đẹp trai, nhà giàu học giỏi. Cao, đẹp trai, nhà giàu học giỏi. Cho nên giờ phải á đó chị. Điểm gì không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Ở giờ. Còn gì nữa không? Dạ không. Như đó được rồi.
Nhiều đó là thấy muốn chết ta rồi, nhiều đó được rồi nữa. Bạn nam nói giờ nghe cái thích và cái không thích của bạn gái, thấy có cảm tưởng như thế nào? Em thấy thích, em thấy cũng phù hợp, tại vì em cũng có cái gu như vậy đó. Trời đất ơi, các bạn không có thấy là nó không có được thực tế, nó hơi ảo ảo hả? À, nếu mà ở mức độ vừa phải thì nó là những cái điểm hay mình cần phát huy ạ. Bạn trai bên đây á là một người quản lý và một người tự vươn lên. Tôi nghĩ rằng bạn rất là bản lĩnh và vững chãi. Tôi xem cô gái bên kia thế nào nha. Giọng như búp bê á, trời. Em khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe hả? Dạ. Em cảm nhận anh bên kia thế nào? Em cũng không biết nữa, em nó men men đó hả em? Men men hả? Dạ. Em cũng men lắm à. Dễ thương à, giọng dễ thương à. Giọng này nấu cơm không nhão thua. Mà hôm nay bạn đi đến đây với ai? Dạ em đi với mẹ em. À chào cô. Chào Mỹ Thường, chào dạ. Anh Linh à. Dạ. Cô có hối thúc em nó có bạn trai tìm hiểu chưa cô? Bé từ nào giờ bé không có bạn trai. Đi làm về là bé chỉ ở nhà, bé chỉ thích chụp hình lên Facebook thôi. Cho nên là có nói là thôi con đi tìm bạn đi. Cô biết sao chưa có người yêu không? Tại cái giọng á, ta tưởng trẻ con quá, tưởng đâu mới 11, 12 tuổi đâu dám yêu. Dạ. Giọng đâu mà thấy ghét luôn à. Cô thấy cái bạn ngồi bên kia sao cô? Dạ thấy cũng được. Con mà nó thấy được thì đồng ý thôi. Mẹ nói vậy rồi, cái gì là ăn thua ở em đó ha. Dạ. Hỏi bạn trai bên kia coi sao. Dạ chào chị. À chào em. Em thích cái mẫu người bạn gái thì sao? Dạ cái mẫu người bạn gái của em là phải chuẩn. Chuẩn là cái gì? Về cơ thể và cả về tâm lý và con người nữa. Về cơ thể thì phải chuẩn chút, giống như cỡ Harry Won vậy đó. Bên Candy Sang, bên Harry Won. Ngực thì phải to. Cái số đo ba vòng là phải số 1 vòng 1 phải 85, vòng 2 là khoảng 70, 75 và vòng 3 là phải 85 trở lên. Chị nè, đây nè, đây. Chịu không? Trời ơi, cái gì mà đặt ra yêu cầu tùm lum vậy? Cái đó là về ngoại hình, còn về tâm lý nữa là sao? Tâm về lý? Tính cách là phải nhẹ nhàng, phải dễ bảo. Em không thích những người con gái hút thuốc, xăm mình hay là nhậu nhẹt. Dễ bảo là sao? Thì ở trong tình yêu á, về quan niệm của em là mọi người là phải chia sẻ với nhau. Nếu mà hai vợ chồng hoặc chia sẻ với nhau thì lúc đó đó là dùng từ chia sẻ, sao dùng từ dễ bảo? Dễ bảo là đặt đâu ngồi đó, búp bê à? Dạ không. Câu hỏi cuối cùng thì bạn biết tại sao bạn công việc ổn định mà bạn bị ế không? Có lẽ là do em suy nghĩ nó hơi chín chắn quá đi. Em muốn là những người em yêu á thì phải tìm hiểu rõ ràng, kỹ, lưỡng. Xong rồi mình thấy hợp với nhau thì lúc đó bạn đời mình sống mới lâu được. Bạn thấy cái môi tôi đang như thế nào không? Cái đó không phải là chín chắn mà tôi thấy bạn đang đặt cái tiêu chuẩn cao quá. Mình thấp thấp xuống một chút xíu là mình có đôi có cặp liền nó vui. Một mình nó buồn lắm. Thôi nhưng mà khi gặp ánh mắt nhau rồi thì tiêu chuẩn nó khác liền à. Đúng không? Hiểu không? Bớt một chút đi. Dạ. Đâu mà 85, 70, 85 có các tường nè. Tiêu chuẩn đơn giản 5, 10, 15, 20 được rồi. Nghe nãy giờ tiêu chuẩn bển thấy sao? Thấy cao quá chị ơi. Lát là kéo màn lên rồi chụp hình ảnh cái đăng lên Facebook liền. Nha không? Biết đâu gặp nhau có điều gì đó đập vào mắt nhau thì sao? Kéo màn. Em đứng lên em tạo dáng cho chị. Em đứng em ở nó ra. Đó em tạo dáng. 2 phút gặp nhau bắt đầu. Anh nói đi. Anh nói hả? Hỏi sao đo em nhiêu? Nhìn tướng như thế này là được rồi, không cần phải hỏi số đo. Sao em biết được? Nhìn đầy đặn, nhìn đầy đủ là ok rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Ok. Ok là như thế nào? Là bình thường. Anh thấy em sao? Ok. Ok là sao là bình thường? Là sao anh không hiểu? Bây giờ nói cụ thể luôn đi. Nhắm được không? Gặp anh em, là em bị đơ rồi. Em cứ nói thoải mái đi, không có vấn đề gì cả. Trời ơi, mắc cỡ kìa. Hai người mắc cỡ quá kìa. Nó anh nói đi. Anh nói đi. Nói gì mà. Nhìn em là đúng có giống có bê thiệt. Nhìn anh thì giống hoàng tử. Anh thì không có hoàng tử gì đâu. Chụp hình là... chụp hình nhau đi. Chụp hình đăng Facebook. Anh có thích sống ảo không? Anh thì thích sống thực nhiều hơn. Cái lúc mà mình cần xả stress thì mình sống ảo thôi. Còn bình thường thì mình cũng phải quay về với cái hiện tại. Lo cho cuộc sống, lo cho gia đình cái thứ nữa. Nhưng mà em là người sống ảo lắm á. Để anh xem là sống ảo đến mức nào, xem coi anh có thể chỉnh được hay không. Tại vì nếu mà anh chỉnh được thì anh bảo đảm em là cái sự ảo của em nó sẽ... Anh chắc chắn chỉnh được em không?
cho cơ hội cho anh không bao giờ từ bỏ. Có muốn anh thay đổi cái gì không? Ví dụ như về bề ngoài, về phong cách, nói chuyện, cái thứ đâu. Số đo ba phòng của em không có chuẩn đâu. Nói chung anh thích người mẫu người đầy đặn cơ. Còn về chuẩn hay không thì nó... Tiểu lượng hồi nãy mới nói rõ ràng phải chi nó à. Người cân đối gì đặt ra số đo tám mấy ba mấy rồi, ngực ngực bự, ngực to gì hồi nãy nói rõ ràng ràng. Bây giờ lẻo lự dễ sợ. Sao giờ anh hạ xuống vậy? Tại vì chuẩn thì mình làm thước đo thôi. Ở cái mức vừa phải chấp nhận được thì mình vẫn chấp nhận. Anh chán em nhiêu điểm? 7 điểm. Xong được 10. Anh... 10 thì quá, anh không nói được. Anh không biết gọi là đỉnh em rồi sao được, đúng không? Phải đỉnh. Em muốn bạn trai của em là phải hiểu tâm lý của em. Em là người rất là khó hiểu. Nhưng mà bạn trai em mà hiểu em thì rất là ok. À rồi, anh chỉ muốn hẹn hò với em ngay thôi để anh biết được em như thế nào. Ok. Vậy thôi hả? Ngắn gọn mà người ta hiểu là được rồi. Cần gì dạy dâu, đúng không anh? Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời bạn nam đặt tay vào nút bấm và quyết định có nhấn nút hẹn hò với nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Sao bạn không bóc? Em chưa thấy gọi là xét ái tình gì hết á. Vậy sao nãy người ta hỏi hẹn hò bạn ok? Hẹn hò là mà. Mình hẹn hò trên Facebook anh ha. Sống ảo mà. Cơ hội này nó mất ra thì em sẽ tạo cơ hội khác thôi. Không có bi quan. Không bi quan ha. Tôi nghĩ rằng đây là một chàng trai rất là bản lĩnh. Hy vọng rằng ở ngoài đời chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất thân với nhau. Và biết đâu ngày nào đó thì các bạn sẽ hiểu nhau thì sao? Cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được cái sự rung cảm của trái tim mình ha. Yeah. Và đây là phần quà dành cho hai bạn. Yeah. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Yeah. Cảm ơn hai bạn. Là mất 8 năm yeah. tuổi thanh xuân của em để dành cho tình yêu. Còn bạn này là bạn chưa có mất tháng nào năm nào luôn đó Tinh. Vậy em sẽ dành tất cả thời gian của em còn lại cuộc đời này dành cho bạn. Vậy em hơi như tiểu thuyết. Em tin vào một điều trong tiểu thuyết là cái ánh mắt đầu tiên ạ. Nói chung là đối với anh thì em chưa cả tuyệt vời. Cảm ơn anh. Hơn cả mong đợi của anh trước khi chương trình bắt đầu. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bên đàn trai đàn gái đã có mặt ha. Chúng ta giới thiệu lớn lên. Mời bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Xin chào bạn gái bên kia và các vị khán giả. Thì em tên là Phạm Quốc Huy. Quê em là ở Ninh Thuận. Và hiện tại em đang công tác ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm quản lý cho một cửa hàng thực phẩm ở quận Tân Phú . Năm nay em 30 tuổi. Còn em sao nè? Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn Nam và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Cao Nguyễn Linh Hằng, năm nay 27 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên ngân hàng ACB. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em nói một chút xíu về mình đi, ưu điểm, khuyết điểm. Dạ, em thì ưu điểm của em thì là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nghiện tiểu thuyết. Trời bây giờ mà tìm những người mà nghiện đọc sách đó là hiếm lắm á nghe. Dạ, cho nên thành ra cái đó là ưu điểm á. Còn bạn Nam ơi, còn bạn thì sao? Ưu điểm mạnh nhất của em là biết nấu ăn và em có thể ca hát. Còn khuyết điểm của em là đó là em sợ chuột. Ôi trời ơi, chị nè, chị sợ lắm luôn á. Nếu mà em mang giày vô hoặc mang dép vô thì em có thể đập chuột được, nhưng mà khi mà thả giày thả dép ra em không thể đập được ạ. Rồi bây giờ nè. Dạ. Khả năng là ca hát được phải không? Dạ. Hát bài cho vui vui cái rồi. Dạ em xin hát một bài từ đó trong bộ phim Mắt Biếc vừa rồi ạ. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca
ta bước thân tha. Hát độc căng thẳng giống chào cờ quý vị. Rồi mời đàn gái đáp lại cái coi. Dạ em hát thì không được hay lắm, cho nên thôi em hát một bài cũng quen quen anh ha. Rồi. Em hát bài Một Nhà. Khi đôi ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thân giấc chung một giờ. Khi đôi ta cùng chung đường, ta vui cùng một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống với nhau một đời. Hay. Bài rất là có ý nghĩa luôn. Ráng đi, kết quả nó giống như bài hát là hay lắm á. Đúng dạ. Rồi. Bây giờ đường tình duyên của em trai thế nào? Trước đây em có 2 mối tình. Và mỗi mối tình thì trải qua được 4 năm. Hết 8 năm thanh xuân của em. Trời ơi, 8 năm thanh xuân, tại sao chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên thì là một mối tình thời sinh viên. Cho nó qua đi. Dạ. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì em có quen một bạn đó là người nước ngoài. Cho nên là sau 4 năm thì bạn đó không muốn sinh sống ở Việt Nam nữa và nước trở... nào? Dạ hiện tại bạn đó về bên nước Anh ạ. Ồ, bạn đó người Anh luôn hả em? À, dạ bạn đó là người Anh gốc Hoa. Bạn đó thì cũng muốn em qua định cư nhưng mà em không có định cư qua bển. Rồi. Còn em thì sao em? Dạ em thì chưa có trải qua mối tình nào chính thức. Nhưng mà khi em nhìn thấy những người khác giới á, thì em có những cái cảm xúc không? Dạ thấy người đẹp trai cũng thích như vậy. Vẫn thích người đẹp trai đúng không? Dạ. Cho nên khi đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn là hay tưởng tượng lắm đúng không? Dạ tưởng tượng mình là nhân vật chính. Bạn đọc tiểu thuyết á Linh. Thành ra là những cái gì bạn tưởng tượng á, nó sẽ rất là đẹp. Dạ, nó đẹp thành ra là khi mà bạn gặp ngoài đời á, thì nó không đẹp như vậy. Thành ra là bạn không chưa có cảm xúc đúng không em? Dạ. Bây giờ tình yêu ở ngoài đời nó khó có đẹp như cả tiểu thuyết lắm. Tại vì mình chưa gặp thôi. Khó chứ lắm. Ví dụ như là em mà gặp anh Quyền Linh lúc trẻ đó thì em sẽ thấy là người giống như là từ tiểu thuyết bước ra vậy đó. Dạ, chị. Linh á, ôi chào cưng. Dạ, chị, em Quang. Biết đâu được là hôm nay em sẽ gặp được một chàng hoàng tử qua cái bờ rào này. Hồi hộp không cưng? Hồi hộp không cưng? Dạ cũng hồi hộp chị. Trời ơi, em là mất 8 năm dạ. tuổi thanh xuân của em để dành cho tình yêu. Còn bạn này là bạn chưa có mất tháng nào năm nào luôn đó cưng. Vậy em sẽ dành tất cả thời gian của em còn lại cuộc đời này dành cho bạn. Em hình dung bạn bên rào bên đây như thế nào? Gầy gầy chút xíu và có đeo mắt kiến. Em thì em thích có bạn nữ thì đeo mắt kiến hơn. Em đang đeo len chị. Có nghĩa là bạn này phải đeo mắt kiến. Dạ. Rồi em có mong muốn bạn này cao bao nhiêu không? Dạ đối với em thì bạn cao cao cũng trên 1m55 là được rồi. Chắc bạn đó cũng bên đó xinh. Tại vì em biết là bên ngân hàng CB thì tuyển những bạn nữ xinh xinh đó. À dạ. Thì ra là như vậy. Còn em sao? Dạ em nghe bạn thì em sẽ thấy được bạn là một người khá là hiền, thật thà. Bây giờ em đọc tiểu thuyết nhiều, chị biết chắc chắn là em sẽ có một cái mẫu đàn ông nào đó trong trí tưởng tượng của em tả thử coi. Dạ không, tại vì em đọc rất nhiều loại tiểu thuyết cho nên em cũng không biết được là người đàn ông lý tưởng của em thật sự là như thế nào nữa. Nhưng mà em nghĩ là em tin vào một điều trong tiểu thuyết là cái ánh mắt đầu tiên ạ. Chút xíu là lúc mở ra em phải nhắm mắt nha. Cái chuyện em mở ra cái em đụng cái ánh mắt đầu tiên đó thì em sẽ xem cảm xúc của mình như thế nào. Em ghét nhất cái đàn ông là điều gì? Dạ em ghét tính gia trưởng, cọc cằn và không thích người mà bị nghiện rượu bia hay thuốc lá. Có thể sử dụng nhưng mà không được phép nghiện. Có không hút thuốc gì không em? Dạ em gia trưởng thì em không có. Thì không hút thuốc lá hoặc là cũng ít khi nào mà rượu bia lắm. Dạ nói chung là đô em rất là cứng mà khi có 2 lon là cứng luôn. Tốt. Dạ để anh qua anh coi đàn gái thế nào dạ, nha. Dạ dạ. Hôm nay nè xin lỗi tôi hơi bị chảnh về cái bên đàn gái tôi nha. Tôi nhìn Vân á. Ông Vân cũng đẹp lắm. Tôi không mặt này cũng xè xùa đi xích ra. Nè ông nhìn đi. Hết rồi chưa? Một cô gái đoan trang thùy mị ha. Cái dễ mẫu thương. Người phụ nữ cổ của Việt Nam ngày xưa đó. Trời tôi thích rất ghê là Việt luôn Nam, ha. Nãy giờ em nghe chàng trai nói cái giọng bên đây thì em cảm giác cái giọng như thế nào? Dạ dịu dàng lắm ạ. Giọng con trai mà dịu dàng hả? Em thích nhẹ mà anh. Còn chàng trai ông em rất là tốt ạ. Nếu như bây giờ hai người hợp nhau thì khoảng bao lâu em có thể cho người ta bước tới? Bước tới gì anh? Bước tới hôn nhân hả? Đúng rồi. Dạ em nghĩ là thì mình tìm hiểu đến thời điểm thích hợp là được. Nhưng mà em nghĩ là có thể khoảng từ 6 tháng đến 1 năm gì đó. 6 tháng 1 năm. Dạ. Rồi vậy cũng được rồi. Dạ thời gian cũng hợp lý. Hợp lý hả? Dạ. Vậy là thấy nôn lắm rồi đó. Đàn trai cũng cao ráo, cũng
Tăng trẻo ha, cũng điển trai, đàn gái cũng xinh đẹp. Không, tôi thấy bạn này nói về bạn trai bên đây đúng là ấm áp. Những điều em cảm nhận là đúng đó. Ừ. Dạ, bạn nữ bên đó có sở thích đọc sách, em cũng thích đọc sách. Ừ. Nhưng mà đối với em thì đọc sách thì không có thiên về tiểu thuyết. Em chỉ đọc những kiến thức như là mười vạn câu hỏi vì sao. Để cho mình có kiến thức sau này mình có thể dạy cho con của mình nó một xã hội tốt hơn. Thì đó, tốt hơn xã hội. Không, dạ. Nói chung là cha mẹ mỗi người đọc một hướng đi xong kể cho nhau nghe, đỡ mất thời gian. Dạ. Đúng không? Thì cũng hay, cuộc sống đôi khi nó cũng cần bay bổng, cũng cần một chút ảo ảo như thế. Dạ. Nó mới thú vị ha. Ủa Linh có ai đọc tiểu thuyết không? Có, trời ơi Quỳnh Giao, đọc rớt nước mắt luôn rồi đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình đi nha. Ừ. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với đại gia đình của em, bà em, mẹ, dì, chú và chị của em ạ. Đại gia đình luôn rồi, chào cả nhà đàn gái. Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào cháu trai. Dạ chào. Tôi là mẹ của Linh Hằng. Trời ơi mẹ trẻ quá. Thì theo tôi thấy thì cháu trai ở bên đây thì cũng được. Cũng dễ nhìn, nói năng thì cũng lễ phép, cũng hiền. Mẹ thấy ok. Hai con xem rồi cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Được. Mẹ ok là được rồi ha. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ nuôi của em gái họ và hai bạn của em. À, chào bác. Dạ. Xin chào MC Hồng Vân và Nguyễn Linh. Dạ, xin chào bác. Chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ nuôi của Quy. Quy ơi, mẹ thấy bé bên đây cũng dễ thương, đẹp, ăn nói dịu dàng, chắc phù hợp với con. Thì thôi hai con nên tạo điều kiện cho nhau một cơ hội sớm nhất. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn hai gia đình ạ. Dạ. Rồi, chị mở rào đi. Mở rào. Nhắm mắt nha, nhắm mắt nha. Anh có bó hoa tặng, hoa hồng sáp tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Thì màu tím là sự chung thủy. Anh gửi cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em có thể gửi anh cái món quà này. Em thấy bạn trai thắt cà vạt rất là lịch lãm và đẹp trai. Nếu như sau này mình về chung một nhà được thì em mong rằng chính anh sẽ chỉ cho em cách thắt và thắt cà vạt nguyên đời cho anh luôn. Cảm ơn anh. Anh sẽ, nếu mà được thì cà vạt anh sẽ thắt trong đám cưới của mình. Để cái này. Trời ơi, sao mà ngôn tình quá vậy? Bỏ cái màu ra coi. Dạ, màu này đẹp ạ. Tắt lại cái áo sơ mi trắng mặc đám cưới rất là đẹp ạ. Dạ. Cảm ơn. Khi mà anh nhìn em gắn mắt đầu tiên á, anh thấy em ổn không ạ? Nói chung là đối với anh thì em trên cả tuyệt vời. Cảm ơn anh. Hơn cả mong đợi của anh trước khi chương trình bắt đầu. Còn em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh rất là ổn ạ, chiều cao cũng ok. Mà người em, tại vì em thích một người manly, cường tráng một chút để tạo cảm giác an toàn cho em. Và em thấy anh đáp ứng được đủ các điều kiện này ạ. Anh, em cứ yên tâm, anh sẽ là người bảo vệ cho em. Dạ, thì anh có chạy bộ và có tập chút xíu gym ở nhà. Chị em hỏi ăn có mấy muối. Thì nói chung muối này hiện tại thì đang trên hình thành. Ráng đi cho nó đủ 6 muối chứ còn anh Linh tập sao được có muối á. Hiện tại em đang cố gắng cải thiện để có thêm nhiều hơn một muối so với Huyền Linh. 6 dạ. Muối nha. Dạ. Anh giờ lên muối rưỡi. Không biết cho anh hỏi là theo Hằng là quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Dạ em thì em tin vào tình duyên, tin vào ánh mắt nhìn đầu tiên và em nghĩ anh hợp với cái điều kiện này. Còn em thì em mong muốn là một cái tình cảm là hai người phải biết chia sẻ, thông cảm với nhau, tin tưởng vào nhau và phải quan tâm giúp đỡ trong công việc gia đình. Anh biết thời gian của những bạn làm ở bên ngân hàng thì rất là về trễ. Đối với anh thì việc bạn nữ biết nấu ăn hay không nấu ăn thì không quan trọng, tại vì anh sẽ là người nấu ăn chính và bạn nữ sẽ hỗ trợ anh trong việc rửa chén.
Dạ. Dạ có thể được ạ, mình sẽ phân công rõ ràng. Tại vì tay của anh thì rất là dị ứng với lại nước rửa chén, cho nên là anh không thể nào rửa được. Bạn dạ. Bị dị ứng với cái hóa chất về rửa chén hả? Dạ đúng rồi, tại vì khi mà em rửa chén thì em phải mang hai lớp bao tay. Không cần em xài sử dụng nước rửa chén Quyền Linh nè, nước rửa tay Quyền Linh nè. Amity là không có dị ứng gì chứ á. Anh dị ứng với nước rửa tay, anh nước rửa chén, vậy anh có dị ứng với nước lau nhà không? Nói chung là lau nhà, rửa chén hoặc là tắm gội thì anh đều mang bao tay hết. Tắm gội cũng mang bao tay? Đúng rồi, tại vì tắm gội thì anh có thể sử dụng một cái dòng sản phẩm riêng. Tức là dạng như da anh là thuộc về da nhạy cảm. Đúng rồi. Nếu vậy thì anh phụ trách những công việc nhà, không cần sử dụng những hóa chất này. Còn những công việc này thì để em lo. Đối với anh thì chị hiện hò thì anh ưu tiên cho bạn nữ hơn. Tại công việc của anh rất là thoải mái, anh có thể sắp xếp được. Đối với việc hẹn hò thì em mong là anh sẽ lên kế hoạch cụ thể. Em chỉ việc sửa soạn đẹp đẽ và đi theo anh thôi. Em yên tâm, anh là người rất là chu đáo và kỹ tính về cái vấn đề đó. Thậm chí đi chơi ở đâu hoặc là thậm chí trong cuộc sống anh đều chuẩn bị hết. Rồi, bây giờ thí dụ như hai đứa tiến xa hơn nữa, về ở chung một nhà thì chuyện tiền bạc kinh tế ai lo, tiền bạc ai giữ, con cái thích con trai hay con gái rồi mình trao đổi luôn đi. Dạ. Về mặt tiền bạc thì thì chúng ta có thể tự độc lập được, nhưng đối với những cái khoản chi tiêu lớn thì em mong là sẽ có sự ý kiến của cả hai bên. Còn bình thường thì em sẽ không có yêu cầu anh nộp thẻ lương đâu. Trời ơi, vậy em giống như em trúng số rồi đó bé trai. Dạ. Thiệt luôn á, 10 người phụ nữ 9 người rưỡi là đã đòi là phải giữ lương của chồng rồi đó. Dạ, nếu mà bạn nữ mà không cần thì em sẽ tự giác. Nếu như có một cuộc cãi vã nào đó căng thẳng, ai sẽ là người xin lỗi? Anh sẽ là người xin lỗi trước. Lỗi trước? Mà cũng không phải là lỗi xin của lỗi anh trước. Không phải lỗi của anh thì anh cũng phải là người xin lỗi trước. Không phải anh nói ở trên đây anh nói kiểu quăng hoa, nhưng mà đối với trong một vấn đề vợ chồng thì người chồng sẽ là người tự họ giải trước và tự nhận lỗi trước thì sẽ hay hơn. Dạ, em sẽ ghi nhớ cái điều này. Ghi nhớ tất cả những lời nói các bạn sẽ dạ. Ghi nhớ muôn đời luôn, nằm trong cuốn băng này. Bao giờ cũng muốn mở lên coi cũng được hết. Thành ra nói cái gì nhớ giữ lời cái đó. Dạ. Mà cái cảm nhận đúng không? Bạn này rất là ấm áp luôn, đúng rất không? Là biết quan tâm. Biết quan tâm phụ nữ. Bây giờ em nói một câu nào đó để có thể cho bạn nữ hiểu được mình. Đứng lên, nắm tay, nói một câu chân tình nhất có thể. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt nhau, nói một câu nào đó. Anh biết rằng trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người sẽ có một cuốn phim. Và anh muốn anh là nhân vật trong cuốn phim đó của em. Em sẽ là nữ chính và anh sẽ là nam chính. Rồi, trở về ghế. Đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình. Một lần nữa, chúng ta nhắm mắt lại xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Nếu không, không cần bấm. Chuẩn bị. 1 2 3. Được rồi đó. Nắm tay nhau. Rồi, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu bây giờ hẹn hò và tìm hiểu nhau. Và hứa với hai gia đình gì đi. Dạ, chào chào bà, chào cô, chào dì. Dạ, thì cho con hôm nay được phép làm quen với bạn Hằng. Con hứa sau này nếu được tiến tới hôn nhân, con sẽ chăm sóc cho Hằng bằng tất cả những tấm lòng của con và tình yêu của con dành cho Hằng. Hằng nói chuyện với mẹ đi Hằng. Dạ, con chào bác. Dạ, hôm nay tụi con tới đây là một duyên và tụi con đi tới với nhau. Thì con xin hứa là trong cái mai sau này tụi con sẽ cố gắng tìm được cách sống phù hợp nhất cho cả hai đứa và cố gắng đi tiến tới hôn nhân ạ. Xin phép mẹ với bà với dì cho hôn má một cái đi. Dạ, cho phép bà và xin phép cô như vậy. Dạ, con hôn má bạn một cái. Trước khi làm gì đều hỏi ý kiến bạn gái hả? Đúng rồi, cái đó là cái hay. Thấy đó đường ghê. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái cuộc hẹn hò rất là tuyệt vời, đáng nhớ nhất
chúng ta sẽ có những món quà từ chương trình. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot người bảo vệ hữu hiệu. Mời các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, em cảm ơn chương trình, cảm ơn MC Hồng Quân và MC Linh đã cho em có dịp gặp bạn hàng ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi, được đó ha, bạn trai này rất là tuyệt vời, bạn gái cũng rất là xinh xắn. Em cũng cảm ơn hai anh chị là đã cho em một cơ hội là 27 năm nay lần đầu tiên quen một bạn nam, nhưng mà rất là hợp ý em, rất là ý tưởng. Đúng không? Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Hãy nắm tay nhau đi suốt cuộc đời các bạn nha. Em là có tính tự lập khá cao và hiện tại em đã có nhà riêng tại Biên Hòa, Đồng Nai. Số em là lặng đặng sao đấy? Em không có tin tưởng vào tình yêu. Thà là bôi hết ta làm lại từ đầu. Người ta không ngửi được mùi thuốc thì dạ, anh có bỏ được không? Dạ, ngày uống có một ly thì uống hết con điếu rồi. Nhưng người ta không ngửi được mùi thuốc luôn. Dạ, em ra ngoài em hút chứ đâu hút nhà đâu. Bây giờ chúng ta sẽ ngay lập tức gặp cặp đôi thứ nhì xem họ có bấm nút chọn nhau hay không. Xin mời. Mời nhà trai. Thôi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Kính chào anh Quyền Linh, kính chào chị Hồng Vân. Chào em. Kính chào bạn gái xinh xắn bên cạnh. Giới thiệu về mình, Trần Hùng Dư. Là Dư Hoài đó hả? Dạ. Trời, ngon nha. Năm nay 45 tuổi. Ừ. Em đang làm quản lý của công ty Hàn Quốc. Dạ. Cụ thể là quản lý nhân em sự. Quản lý một bộ phận. Bộ phận gì? Bộ phận của em là bộ phận chuyên bên sản xuất ra dầu mè và dầu tí tô. À rồi. Nhưng rồi. Mà ở đâu vậy cưng? Dạ em ở Trảng Bom, Đồng Nai á chị. Ồ, còn em? Em tên là Phan Thị Băng Tuyền, em 40 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc tại một công ty của Nhật. Em là tổ trưởng của một tổ kiểm hàng chuyên về phụ thuộc xe hơi. 1910, bên làm Hàn Quốc, bên làm Nhật Bổn. Đều là kiểm hàng hết trơn trọi á. Em gái, dạ, cho đàn trai biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập khá cao và hiện tại em đã có nhà riêng tại Biên Hòa, Đồng Nai. Yếu điểm của em là em nhát trước đám đông, em rất là sợ máu. Anh ơi, cho em hỏi anh có sợ máu không ạ? Anh thì không sợ em. Không mà phải vậy chứ. Dạ. Rồi điểm yếu điểm mạnh của em là gì chứ? Em điểm mạnh của em là biết viết nhạc. Viết nhạc không phải là sáng tác nhạc nha. Viết nhạc theo ý của mình. Đã biết viết nhạc tổng hợp. Em thọc 3-4 bài em nhấp em viết thành một bài em hát luôn. Hay vậy? Dạ. Bây giờ thử cái đó cái coi. Dạ, được. Ví dụ anh thơ trước hay nhạc trước? Nhạc trước đi. Dạ, em hát cái bản là Vì Một Tiếng Yêu, sáng tác của dạ, em hát luôn Quỳnh. Từ ngày đầu biết yêu, tôi chỉ mong chiều mỗi một người. Thường lập từng đấu tranh, người vừa đến cứ đến rồi lại đi. Chẳng hờ tiếng ai, tôi đã quen chữ gian dối rồi. Giờ thì tìm nơi đâu mới thấy được chút tình nghĩa thì chung. Tôi như trong bóng đêm cứ đi tìm, chưa được thấy bình minh.
Tôi không ham muốn chi với cho nhiều mà vẫn không được gì. Người ta yêu nhau sao dễ dàng, còn tôi riêng tôi sao bế bằng. Từng ngày qua vẫn mơ được yêu, được hạnh phúc. Tim tôi luôn nhói đau, đã bao lần bỏ lỡ mất tình nhân. Tôi mong ai có yêu hãy tin nhiều và hãy yêu thật lòng. Thời gian trôi qua bao hững hờ, không ai yêu nên tôi vẫn chờ. Từng ngày bên cô đơn, biết bao giờ mới được người yêu. Tim tôi mang bao vết thương, biết bao giờ mới được bình yên. Dù muốn dù không thì người cũng xa xa cuối phương trời. Không nói một lời, dù một lời cay đắng từ ly. Người đành ra đi bỏ lại tôi tháng năm hiu quạnh. Thương nhớ đông đầy đơn lạnh nỗi niềm riêng. Để rồi từng đêm gió lấy ngọn tre, mình tôi lắng nghe tiếng lá rơi sầu hè. Rồi. Tôi phận riêng mình rồi. Như con đò cùng rồi. Mãi bận tâm. Bên nhớ con đò thương câu hò điệu lý tình quê. Ngày xưa ai nói thương tôi, ai nói thương tôi, thương mãi chỉ một người. Thương cả nụ cười, thương dáng người chắc phát hiền lương. Rồi, cảm ơn em. Ba bài em đập một. Bây giờ... Ba bài đập một quá hả? Đúng rồi, quá là dài luôn. Sẵn đây mới hỏi luôn nè, cái tình duyên của bạn sao rồi? Em có ba mối tình. Và mối tình đầu là em quen được một năm. Chắc có nhiều người hơn em. Ừ. Cái là quên em luôn. Rồi cái mối tình thứ nhì thì được dạ, mấy mối năm? Mối tình thứ nhì thì em cũng quen được khoảng chắc cũng hơn một năm, năm mấy á. Hơn một năm. Hai người dẫn vô trong Đồng Nai đây là đi làm công ty. Bạn gái của em nói thôi, mới yêu nhau mà hai người ở một chỗ như gặp nhau hoài thấy chán lắm. Nói thôi để em qua Bình Dương. Ừ. Còn em thì qua ở Đồng Nai, một tuần gặp một lần. Ừ. Số em là lặng đặng sao đấy? Sao mà cách lòng luôn? Thì khoảng thời gian chắc cũng khoảng 4-5 tháng gì đó. Thì mẹ kêu về. Ừ. Thì kêu về thì nói chung là cô ấy cũng biểu em thì muốn nói chung là muốn đến với nhau á. Ừ. Thì về quê luôn. Ừ. Đem tuổi xuân mà đi thì gian khổ bao nhiêu anh cũng không bao giờ về. Chị em ở trong là... này luôn thì... Rồi tới mối tình thứ ba thì sao? Mối tình thứ ba là mối tình hay nhất. Em quen được 3 tháng nhưng mà cứ một tuần em gặp một lần. Và mỗi lần đi tới nhà chơi cô bán tập hóa tổng hợp ấy thì ở nhà thì không sao chứ mà cứ rủ đi uống cà phê là bà mẹ đi theo. Ừ. Liên khúc vậy. Mà cái bữa sau nữa là rủ đi tiếp thì con gái của bà bà bác ấy nói thôi bữa nay mẹ ở nhà đi có bà theo mới chịu còn không cho bà đi là bà đóng cửa. Ồ. Đó cho nên em tự chia tay. Tình duyên bạn này rất là trắc trở. Tình thứ ba gặp anh cho bà đi theo có nói gì. Hy vọng là bữa nay em lên đây rồi là giải ế rồi đến qua chắc coi chắc gái sẽ thành sao công nha. À, chào em gái dễ thương. Bên đây gặp rất nhiều trắc trở, người ta không trắc trở nữa. Trắc trở quá đi, cái đôi mắt buồn hiu à em ơi. Dạ, em đang có hai mối tình chính thức. Hai mối hả? Dạ. Mấy năm? Dạ, 4 năm. Nhưng mà do là người đó lừa dối em khi mà em phát hiện là người thứ ba chen vô, thì tự động em sẽ rút lui. Đúng rồi. Cho nên từ đó em không có tin tưởng vào tình yêu. Em không có tin tưởng vào tình yêu. Không tin. Hai lần dạ, đúng luôn. Rồi, hai lần người thứ ba. Rồi. Dạ, đúng rồi. Hôm nay lên đây... mình xóa mình làm lại ha. Đúng rồi, tha la bôi hết ta làm lại từ đầu. Rồi bây giờ em muốn một người yêu thế nào? Em muốn một người cao 1m65 trở lên. Công việc thì ổn định, không có tính gia trưởng. Ừ. Không hút thuốc thì em không ngửi được mùi thuốc. Rồi có hút thuốc không? Dạ em có hút thuốc nhưng mà uống cà phê em mới hút, còn bình thường em không hút. Ừ bây giờ bỏ luôn nha, uống cà phê hút thuốc chứ còn em bình thường em không hút. Thì bây giờ người ta không ngửi được mùi thuốc thì dạ. Anh có bỏ được không? Dạ ngày uống có một ly thì uống hút con điếu. Nhưng mà người ta không ngửi được mùi thuốc luôn. Dạ em ra ngoài em hút chứ đâu hút nhà đâu. Về nhà người ta cũng không ngửi được luôn. Đó là em chịu, em uống cà phê phải hút thuốc bắt buộc luôn. Dạ rồi bỏ giờ... cà phê luôn đi. Bây giờ bỏ luôn cà phê luôn. Nói chung cà phê uống cho nó tỉnh táo thôi chứ không phải là ghiền. Nhưng mà đừng có sáng sớm đi làm thì em 6 giờ em vô công ty. Ừ. Thì nhiều lúc là có nhiều lúc dậy nó hơi buồn ngủ mệt mệt thì phải uống cà ly cho nhưng nó tỉnh táo. Bây giờ vợ mình nghe cái mùi thuốc đó dị ứng mặt mày nổi mụn nổi lum mề đai lum hết trơn. Không lẽ mình ở lòng nào mình để cho vợ nổi mề đai vậy? Một hai lần đầu tiên thì chắc cũng hơi khó chịu thiệt chứ mà chắc riết rồi cũng quen rồi. Em phải em... từ từ em bỏ nó quen sao em bắt vợ em bỏ lên
Cái đó mình quyết tâm bỏ hay không thì tùy mình. Còn hút thì em không có cấm, nhưng mà đó là mình có chừng mực thì ok. Trời ơi, mày chắc không bỏ được luôn rồi. Tại vì bỏ là phải bỏ một cặp á. À. Bỏ thuốc, bỏ cà phê luôn, đời còn gì sướng sướng nữa. Mỗi lần người mua thuốc thì em tự nhiên mắc ói. Thấy chưa? Mà bây giờ một ngày một điếu được không? Cũng bây giờ có. Nói luôn. Dạ ok. Rồi được rồi đó, ok rồi, ok rồi thôi. Đôi khi em chưa gặp đúng đối tượng của em thôi. Dạ. Đúng đối tượng của mình, sẵn sàng mình có thể bỏ tất cả mọi thứ, những cái thú vui trong cuộc đời này để đi tìm giá trị hạnh phúc cũng phải bỏ nữa. Nói vậy thôi chứ bỏ được hết á. Dạ được. Em không thích gì nữa? Không, không thích gia trưởng. Có gia trưởng không trời? Chắc có quá. Có rồi anh. Hả? Anh không bắt buộc người khác làm theo của mình. Rồi. Còn mọi người đã có mọi ý đơn giản như là được rồi anh. Rồi. Bây giờ em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba em, chị họ của em gái và bé cháu. Rồi. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là ba của bé Tuyền. Dạ. Đến năm nay nó 40 tuổi mà nó chưa lập gia đình là do chỗ là nó ham làm. Nó lo cho gia đình, chăm cho cha mẹ rồi lo cho các em. Dạ. Rồi ít có tiếp xúc bên ngoài, cháu trai bên đây. Thì ba thấy rằng coi như vậy là có một cái điểm nhỏ nhỏ, nhỏ thôi. Mà vấn đề mà coi như là một điếu thuốc còn... Tánh tình thì ba thấy là cũng thật thà cũng được đó. Nhưng mà trong có mỗi cái vấn đề ly cà phê điếu thuốc, mà có mỗi điếu thuốc không, mà coi như là muốn hy sinh thì hy sinh không được, thì cái đó là tùy con, ba không có ý kiến. Rồi cảm ơn chú. Rồi bây giờ anh trai đi với ai? Dạ em đi với chị dâu với mấy đứa cháu. Xin chào dạ. MC Quyền Linh, Hồng Vân cùng khán giả trong trường quay. Tôi là chị dâu của em Dư. Do báo cáo với trường quay và bạn nữ bên này là do em Dư nó tuổi này nó chưa lập gia đình. Do là 11 anh chị em trong nhà mà em Dư nó là con út. Bố mẹ tôi là ở với em út. Do đó là em cứ loanh quanh là lo cuộc sống cho bố mẹ. Vì các anh các chị cũng có gia đình riêng tư rồi. Thế xong rồi bố mẹ trăm tuổi đi thì em nó cũng lớn tuổi và bạn bè cùng trang lứa là nó cũng lập gia đình. Và cũng có, nãy em nó vừa kể đó, là cũng có 1, 2, 3 mối tình nhưng mà duyên nó chưa tới. Chị nhận thấy cô gái bên này trông rất là người rất là phúc hậu. Nếu có duyên với nhau thì bấm nút và cho nhau một cơ hội. Thay mặt gia đình xin cảm ơn, tôi xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Trước lạ sau quen, anh tặng em bó hoa này. Cũng như là em từ ngày hôm nay tới giờ sau, em sẽ đồng ý cho anh là người quen của em. Đây là một cây xương rồng, em muốn tặng anh nó giống như em. Ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi được. Nhưng nó vẫn có cần người chăm sóc, đó là nước. Thì nó cũng mới có thể sống được. Cảm ơn. Nói chung là anh bây giờ cũng lớn tuổi, chứ cũng không phải là nhỏ nữa. Cơ hội á, thì chỉ cho một trong hai cơ hội thôi, chứ không được nhiều. Em cũng sẽ tạo cho anh một cơ hội. Anh cũng sẽ tạo cho em một cơ hội. Nói chung là mình phải nắm bắt được cơ hội đó. Thì nếu mà nó qua đi đó thì không bao giờ bắt lại được. Mong em sẽ suy nghĩ. Thì em cũng có nghĩ gì giống anh là muốn tạo cho người khác một cơ hội thì trước tiên phải tạo cho mình một cơ hội đã. Đúng rồi. Nếu mà hai chúng ta đi đến cuối con đường thì anh cũng cam đoan luôn là anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em, cũng là một cái ô che nắng che mưa em suốt cuộc đời. Em cảm ơn anh. Giống nếu như em là thấy suy nghĩ anh thì như thế nào, nếu mà cảm nghĩ của em thì em thấy anh là một người chững chạc và là một người ấm áp, thì em hy vọng là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em. Cảm ơn em. Còn anh sao, anh thấy em sao? Em thì nói chung là cũng dễ thương, thấy em cũng chín chắn chững chạc, nói chung là cũng được, em cũng hợp với anh. Thì anh bây giờ chưa có nhà ở trong này, anh còn đang nhà ở quê thì anh có, nhưng mà nhà ở chỗ anh làm thì anh chưa có nhà. Sau này nếu mà hai người mà đi đến với nhau thì không biết nếu mà chỗ em hay là chỗ anh hay bất cứ chỗ nào, nếu mà hai người cảm thấy
phù hợp cái nơi nào mà mình cảm thấy là tạo điều kiện làm ăn được thì có thể là mình mua đất hay là mua nhà gì cái khu vực đó. Dạ đúng rồi, em cũng đồng ý nghĩ anh. À. Thích nghi được ở nơi đâu thì mình có thể tạo dựng cơ nghiệp ở đó được. Đúng rồi. Công ty anh thì thứ bảy nghỉ, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Nếu dạ bên em thì tùy theo đơn hàng, tại vì tụi em đi ca 3, 2, 1, tụi em làm 8 tiếng. Thì nếu mà hàng nhiều thì chủ nhật tụi em vẫn phải đi làm. Với công ty anh thì thứ bảy chủ nhật nghỉ, nói chung đều đều vậy. Nếu mà muốn mình gặp nhau một cái quán cà phê nhẹ nhàng nào đó thì nói chung là cứ thứ bảy chủ nhật là lúc nào anh cũng rảnh. Con cái là muốn mấy đứa con? Dạ nếu mà như em thì chắc bây giờ cũng lớn tuổi rồi, chắc có không sinh nhiều đâu, đứng bắt trước ông bà già xưa để hạn chế đi. Nếu em thích chắc cũng hai là đủ rồi anh. Dạ hả? Giống anh hả? Ừ. Hạn chế chứ không nhiều như hồi xưa nữa. Làm bài thơ tặng bạn gái đi. Cũng bài thơ này em tự chép những cái một cái bài thơ của người ta rất dài, em chọn cái hai ba câu thôi, em mới ráp lại thành một bài thơ tình của em. Ừ, có ý nghĩa đúng không? Ừ. Đành lòng sao em không chút tiếc thương, để lại cho anh một lần thiết nhớ. Giữa đêm khuya trong cơn gió lạnh, ngửa mặt nhìn cơn gió bắc thổi qua, thầm hỏi lòng mình tim anh đâu nhói, em ngủ rồi ai nhắc đến tên anh. Giữa bóng đêm tôi chia tay quá vội, bóng khúc hình xa gợi cuối nhìn xa thẳm, chớp với câu em trong giấc ngủ mơ màng. Đành lòng sao có một người đi ngủ, đành lòng sao có một người không hiểu, nỡ lòng nào hắt hủi tình tôi. Uống cạn men say cho hồn ngay ngắt, nếm chút men tình cho hồn say mãi. Rồi mai đây những gì tôi hiểu, đã nói tôi nghe tiếng đời trong trẻo, tình anh gửi trọn tình em. Cái bài này em chỉ cần lấy có một câu cuối thôi là tình anh gửi trọn tình em là hợp với cái ngữ cảnh này. Về nhớ ghép bài nào có dính với bạn gái nha. Dạ chắc cũng thời gian dài á. Ừ, thôi nha. Rồi, kiếm bài nào nó sung sung chút rồi ghép cho nó vui vô nha. Em biết theo tâm trạng của em cứ nghĩ cái tâm trạng em là cứ em làm mà làm một mình thôi, một mình ở nhà. Rồi bây giờ ghép có tâm trạng cô gái này nữa nha. Chắc có hai người thì em ghép hai người. Rồi. Qua lại. Cũng ổn rồi, nói chuyện rất là dài rồi. Dạ. Bây giờ tạo điều kiện cho hai người tiến tới nắm tay để truyền cảm xúc cho nhau như thế nào ha. Nắm tay có thể làm thơ cũng được. Thôi thơ rồi hát rồi. Dạ, tại em bây giờ quá. Nói thôi. Chờ nó lâu lâu tí nha. Cảm nhận thế nào? Dạ nói thôi. Nói gì đó dạ. Nói đi. Muốn nói gì đó nói đi. Cảm giác thế nào nói đi. Nói chung là cảm giác là lâu quá mới nắm được tay bạn gái cho nên nó hơi rung tí. Rung không? Dạ rung. Bao nhiêu lâu rồi không nắm tay gái? Dạ rồi? Em nói chung là bền vững luôn là 10 năm rồi anh. Em chỉ có đi làm xong rồi về nhà cứ rảnh là ngồi cứ đem thơ người ta ra, cứ mỗi bài thơ người ta cứ chọn một hai câu đó, viết không biết thành một câu thơ dạy đó thôi. Vậy đó. Dạ. Rồi bạn gái thì sao? À, em thấy tay là nó ra ấm. Ấm hả? Ấm hả? Dạ, đúng rồi. Bàn tay ấm nắm bàn tay lạnh. Rồi lâu rồi em bao lâu rồi chưa có ai nắm tay mình? Hơn 3 năm rồi chị. Trời ơi, nhịp tim sao? Có loạn xạ không? À, em thấy bình thường. Bình thường hả? Dạ. Nắm tay gì có thấy ấm áp, có muốn nắm hoài không? Em thấy mát, muốn nắm thêm tí nữa. Em thấy ừ, em cứ nắm đi đó. Dạ. Những cái gì đó đau đớn rồi này kia nọ là bỏ nha. Dạ, cái thơ đó bỏ từ ngày đi. Hôm nay đó sao là em bỏ? Bỏ đi. Chị không bao giờ nghe em viết thơ tình nữa đâu. Đúng rồi. Bây giờ bỏ rồi, bây giờ em viết thơ vui. Tại em biết theo tâm trạng của em thì không bao giờ vui được. Nay vui chưa? Dạ vui rồi. Nay vui rồi, rồi bây giờ mình vui đi, nói câu gì vui vui nè. Rồi mình cứ quyết định là cứ cuối tuần thứ bảy là gặp nhau. Dạ ok. À. Rồi. Trở về ấy. Để tao về nước bấm và đưa ra quyết định cuối cùng của các bạn. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. Quyết định sau 3 tiếng đếm. Đây là quyết định của chính trái tim mình nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Wow. Nắm tay nhau được rồi đó. Trời đất ơi, rồi đó thôi nha. Từ đây nha, 10 năm là chấm dứt nha. Đây 3 năm là chấm dứt dứt dạc và nắm hoài nha. Nói chuyện với ba vợ tương lai đi. Cháu xin chào chú, chào mấy chị. Nói chung là cháu cũng nói thẳng luôn là ba má cháu bây giờ đã không đi theo tuổi già rồi, không còn nữa. Nếu mà chú có đồng ý thì nhận cháu làm con rể, chứ mà thật tình là không có làm xuôi gia với ba cháu nữa.
Thì có ở rể luôn với ba không? Có thêm được một người ba hay một người mẹ nữa là em càng tốt. Xin phép đi. Xin phép đi. Hùng gì đó. À, nói chung bây giờ xin phép chú, mấy chị cho em không bạn một chút. Bạn tên gì? Em mới quên rồi. Cũng lo ông làm thơ không quên, muốn nhớ tên. À Tuyền, cho em Hùng Tuyền. Hùng Tuyền đó. Cho anh Hùng nữa nha. Hùng quyết liệt vô. 10 năm mà chưa hôn phụ nữ cảm giác sao? Nói chung nó cũng bình thường. Cái gì kỳ vậy trời? Hôn lại cái coi, hôn lâu lâu chút coi. Thôi được rồi. Nó bình thường là sao? Có gì đâu. Nó bình thường, nó thơm thơm một tí thôi. Nó thơm thơm. Dạ. Ông sĩ diện không giấu cảm xúc đó. Chứ không lẽ giờ ông nói trời ơi anh ơi em muốn xỉu hoặc là em này. Kệ ông đi. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Ngày hôm nay chúng tôi muốn kết nối thật nhiều, và với sự kết nối đó hy vọng rằng họ sẽ bổ sung vào sự kết nối đó, bồi dưỡng cho mối tình đó để họ có thể một hạnh phúc dài lâu. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ và sớm báo tin vui chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị xem lại thì ta có thể vào cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Con trải qua hai mối tình chính thức, tại vì không có hợp, với lại bạn ấy ghen quá, với lại bạn ấy kiểu như là ghen bạn gái là phải có nhà. Đầu tiên phải trung thủy à. Dạ, biết là vuông vén cho gia đình. Một C. Trung thủy, chịu thương, chịu khó, chịu làm, biết vuông vén. Năm C luôn là chịu chơi nữa. Em tự lập từ rất sớm. Trong công việc thì em luôn đặt cái chữ tín lên hàng đầu.
Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả. Tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Anh có bị hói không? À, anh không hói. Anh có hô không chị? À, anh không hô. Anh có hút thuốc không chị? Không rượu, không thuốc. Em yên tâm rồi nhé. Hẹn gặp lại vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.